xong việc á nhớ về sớm làm bánh mì offline cho tôi nha. Tôi biết rồi, ông á ông làm gì không có tôi làm cho ông ăn, ông đói chết hay sao biết rồi. Còn ông á ở nhà cũng lo công ty nhà cửa cho cẩn thận nghe không. Thôi biết rồi, chúc bà công việc suôn sẻ nha. Dạ. Không kỳ. Đã tới lúc cậu làm việc rồi. Tôi cần rõ mặt, càng chi tiết càng tốt. Alo, tối nay mình gặp nha. Ngày mai hả? Ừ, mai thì mai. Dạ, ông chủ còn ăn bánh mì offline nữa hay không ạ? Đổ đi. Tụi em chúc mừng sinh nhật sếp nha. Đây, đây là món quà đặc biệt mà em dành tặng cho sếp đó. Quà của anh hả? Anh dở anh coi thử. Cái gì vậy? À, đây là gấu hả? Đẹp. Gấu của anh thơm quá. Tiền á thì anh không có thiếu, nhưng á em phải ngoan nha. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của sếp. Em thì không có gì quý giá để tặng, biết sếp thích tranh cho nên tự tay đã vẽ bức tranh để tặng sếp. Quang, ngồi xuống đây mở. Hỏi coi liền. Dạ. Dạ. Đẹp. Rất đẹp. Dạ, sếp quá khen. Lúc ba em còn sống cũng đã được sếp chiếu cố tới. Rồi tới đời em, lúc đi làm cũng một tay sếp nâng đỡ. Gia đình em mang ơn sếp nhiều lắm. Tôi thấy cậu á, tôi rất là ưng ý. Yên tâm đi, cứ theo tôi, tương lai sẽ tươi sáng. Dạ, em cảm ơn sếp. Từ giờ trở đi á, con gọi bằng chú á, cho nó thân mật. Người nhà cả mà. Dạ chú. Đúng là khổ phụ sinh hổ tử mà. Dạ thưa sếp, nhân ngày sinh nhật của sếp để cảm ơn tấm chân tình của sếp dành cho em từ trước đến giờ, cho nên là em có đặt một bộ ly từ bên nước ngoài về. Đây là hàng limited. Đây, mời sếp xem qua. Hàng nước ngoài hả? Nhìn bên ngoài á thì không khác gì mấy cái hàng mà chợ bán. Nhưng mà điểm khác biệt ở đây á, nó là hàng limited. Sếp đúng là có cặp mắt tinh tường. Đó là phiên bản giới hạn đó sếp. Dạ, em mời sếp. Vô. Vô. <Yo.
Alo. Được, làm tốt lắm. Lần này á thì cô bị bắt thóc rồi. Đơn ly hôn á cô không thể không ký được rồi. Mày được lắm. Trời ơi, cái gì mà nó cúp điện từ khuya tới giờ, nóng nực không có ngủ được gì hết trơn, mệt muốn chết. Ủa mà sao trời sáng rồi mà sao ông chủ chưa có dậy gì kìa. Ông chủ ơi, ông chủ ơi, ông chủ. Nóng quá. Ông chủ ơi, xuống sáng ông chủ ơi. Ông chủ ơi, xuống sáng ông chủ ơi. Ông chủ ơi, ông chủ. Kết quả sao rồi? Do điện bị cúp từ lúc 3 giờ sáng, phòng khá bí bách và oi bức, nên cái xác bị phân hủy tương đối khá nhanh. Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong từ khoảng 6 đến 8 tiếng trước. Vậy có xác định được nguyên nhân tử vong không? Thi thể không có dấu hiệu của sự tác động ngoại lực. Muốn biết chính xác thêm, cần phải tiến hành khám nghiệm tử thi. Ừ, tiếp tục đi.
Xung quanh nhà nạn nhân không có dấu hiệu của sự lục lọi, mọi thứ vẫn rất ngăn nắp, tài sản không bị thất thoát, cửa chính cũng không có dấu hiệu của sự cậy phá. Cái chết trong phòng kính có khi nào do máy uống rượu quá nhiều nên bị trúng gió? Không. Ba lối ra vào duy nhất căn phòng này là cửa chính, cửa sổ và cửa ban công đều được khóa chặt. Hơn nữa đêm qua cúp điện cho nên khả năng trúng gió rất là thấp. Vậy thì chỉ còn hai khả năng. Một là tự tử và hai là... đột tử. Cô và ông Minh là mối quan hệ như thế nào? Tôi là người giúp việc cho ông bà chủ. Vậy bà chủ của cô bây giờ đang ở đâu? Bà chủ tôi đi công tác hôm qua rồi, sáng qua. Nhưng mà tôi có gọi điện thoại cho bà biết rồi. Cô làm việc ở đây bao lâu rồi? Dạ cũng gần được 2 năm rồi. Gần đây cuộc sống của ông bà chủ cô có gì bất thường không? Tôi thấy cũng bình thường mà. Tại vì tôi không có quan tâm đến cái chuyện riêng tư của hai ông bà. Nhưng mà hiếm khi nào tôi thấy hai ông bà to tiếng với nhau lắm. Ông ơi! Ông Minh ơi! Ông Minh ơi! Bà chủ! Ông ơi! Sao ông bỏ tôi? Ông Minh ơi! Ông Minh! Bà chủ bình tĩnh đi bà chủ ơi! Bà thấy ổn hơn rồi chứ? Tôi không ngờ chuyện này lại xảy đến. Mới hôm qua ổng còn tươi cười, còn tiễn tôi đi công tác nữa mà. Bà hãy bình tĩnh lại. Để làm sáng tỏ cái chết của ông nhà, chúng tôi rất cần sự hợp tác của bà. Cảm ơn chú. Qua điều tra sơ bộ, chúng tôi nghi ngờ chồng bà chết là do tự tử hoặc là bị đột tử. Không đâu. Tôi hiểu rõ tánh ổng. Ổng là người không bao giờ mà suy nghĩ tiêu cực. Cho nên vấn đề tự tử thì không đúng. Nạn nhân là ông Trần Hoàng Minh, chết trong sinh nhật lần thứ 50. Có vợ là bà Hà Kiều Giang, 48 tuổi. Ông Minh là giám đốc của một công ty bất động sản, đồng nghĩa với việc mối quan hệ của ông bé khá rộng. Dạo gần đây công việc kinh doanh ổn định, gia đình cũng không có mâu thuẫn. Như vậy khả năng tự tử là rất thấp. Hơn nữa tại hiện trường chúng ta cũng không tìm thấy bất cứ lọ thuốc nào khác. Báo cáo. Có thông báo. Đã tìm được nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Qua quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã tử vong với mitocoxin, dẫn đến gây suy hô hấp cấp và tử vong. Mitocoxin là độc tố gì? Mitocoxin, theo tôi biết, là loại độc tố được lấy từ phôi nấm cực độc. Khi nhiệt độ môi trường xuống thấp sẽ sản sinh ra loại độc tố cực độc, gây tê liệt hệ thần kinh, dẫn đến suy hô hấp cấp. Vậy nạn nhân không phải tự tử, cũng không phải bị độc tử. Bị hạ độc. Khoan. Nhưng có một điều rất là lạ. Khi xét nghiệm toàn bộ những vật dụng có trong phòng ngủ của nạn nhân và kể cả những thức ăn có trong nhà bếp cũng như trong tủ lạnh đều không chứa độc tố.
Nguyên tắc khi nạn nhân bị hạ độc là hung thủ không có mặt tại hiện trường, tức là đầu độc từ xa. Điều này đồng nghĩa gì? Hung thủ có khả năng là người quen. Chai nước hoa này có phải của cô không? Dạ, là của tôi tặng cho ông ấy. Có người khai báo cô và ông Minh rời khỏi bữa tiệc ngày hôm đó hơn một tiếng đồng hồ. Hai người đã đi đâu và làm gì? Từ từ. Anh có thích món quà em tặng cho anh không? Quà của em tặng cho anh, món nào mà anh chẳng thích? Nó thơm mà nó lại quyến rũ như em vậy. Em chắc chắn với anh á, bữa đó là ông Minh với lại con Linh á, hai người có ấy ấy với nhau bữa đó. Cái chuyện hai người cặp với nhau là công ty ai cũng biết, chẳng qua người ta sợ chứ người ta không dám nói ra thôi. Tại sao cô lại không khai báo cô là nhân tình của ông ấy ngay từ ban đầu? Tại anh đâu có hỏi đâu. Với lại cái chuyện đó cũng đâu có hay ho gì đâu mà khai hả anh? Có phải giữa cô và ông Minh đã xảy ra mâu thuẫn cách đây vài ngày trước khi ông ấy chết? Nè, ông đừng có mà lật lọng nha. Ông đã hứa mua cho tôi căn nhà đó rồi. Bây giờ ông mà không mua, tôi phanh phui cái chuyện này cho cả công ty, cho vợ ông biết không? Cô nghĩ cô làm được như vậy sao? Cô được yên thân sao? Tôi nói cho cô biết nha, nhân viên ở đây á, nhận lương của tôi á là do tôi phát. Điều lời nói của cô có giá trị sao? Còn con mụ sư tử kia, sớm muộn gì cũng ra rìa thôi. Liệu hồn cô đó nha, nếu muốn tiếp tục làm việc tại đây. Mọi chuyện là em chỉ biết nhiêu đó thôi, chứ ngoài ra là em cũng không biết gì nhiều đâu. Là em nghĩ tại con Linh thì nó được cái là dẻo miệng, rồi cái ngoại hình nó xinh xinh xíu, cho nên ông Minh mê á thôi. Ủa anh, bộ anh nghi ngờ con Linh là hung thủ hả? Dạ, đúng là có chuyện đó. Tại vì lúc đầu ông hứa là ông mua nhà cho tôi, sau đó tự nhiên ông lật kèo, tôi điên lên cho nên tôi mới hạ độc ông ấy. Dạ không, không có. Tôi có 10 lá gan, tôi cũng không dám làm chuyện đó nữa. Chẳng qua tại vì tôi muốn hù dọa ông thôi, chứ cái chuyện này mà đem đi bêu rếu thì tôi cũng không dám. Cô Linh nói đúng. Thật tình thì cô Linh và sếp Minh có lén lút qua lại với nhau sau lưng bà Giang. Nhưng chuyện cô Linh có sát hại chúng mình hay không, thật tình tôi cũng không đoán được. Vậy tức là anh cũng đồng tình về lời khai của Cảnh? Anh Cảnh nói đúng về Linh, nhưng chưa nói về chuyện của mình. Cậu làm cái kiểu gì vậy? Nhắm không làm được á thì nghỉ việc đi. Dạ. Cậu bàn giao tất cả hồ sơ cho cậu Quang. Từ bây giờ trở về sau, cậu không cần phải làm dự án này nữa. Thôi đừng mà sếp. Sếp, em năn nỉ sếp, em lại sếp luôn sếp. Cái dự án này đối với em rất là quan trọng, cho nên hãy cho em một cơ hội cuối cùng đi. Em hứa em sẽ làm được mà sếp. 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 Người mà không có đầu óc như cậu á thì làm được cái gì? Dạ, cứ làm đi, tôi tin cậu. Vậy anh có suy nghĩ là vì Cảnh bị quá ức chế cho nên anh ta đã ra tay làm hại ông Minh? Tôi cũng không biết. Nhưng mà thật tình thì anh Cảnh không giỏi chuyên môn. Theo nhận xét của một số đồng nghiệp trong công ty thì Cảnh đi lên nhờ tài nịnh hót, có phần hơi nhát gan.
và cũng có một số nhận xét. Cảnh giỏi nhất là chịu đựng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Và khi nào có thông tin gì mới thì hãy báo lại cho chúng tôi biết nha. Mời vào. Báo cáo, đã có kết quả xét nghiệm của lọ nước hoa mà cô Linh thư ký đã tặng cho ông Minh, trong thành phần không chứa độc tố. Cảm ơn đồng chí. Dạ. Tất cả bọn họ hoặc không có động cơ gây án, hoặc không có bằng chứng thuyết phục để có thể kết tội. Có lẽ nào chúng ta đã bỏ sót điều gì đó? Bà chủ! Bà đi đâu vậy? Hả? Vô ngủ chứ đi đâu? Nhưng mà cái phòng này á, công an người ta niêm phong lại rồi, đâu có vô được. Đây là nhà của tôi. Tôi thích đi vô đâu thì tôi vô chứ. Mà bà có nhớ không? Cái phòng này á là ông chủ mới vừa chết. Bà không có sợ hả? Mệt quá. Đừng có làm phiền tôi. Hay là bây giờ bà chờ tôi, tôi xuống tôi pha sữa cho bà uống cho khỏe nha. Bà không thấy gì? Đừng làm phiền tôi. Chúng ta cất công, mất thời gian đi cả một vòng lớn của vụ án này, nhưng lại bỏ sót tâm điểm của vụ án. Bà Giang. Đúng vậy. Người vợ đã vắng mặt trong sinh nhật lần thứ 50 của chồng mình. Báo cáo, qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong do suy hô hấp cấp. Ngoài ra, không có ngoại lực tác động. Vậy là cái chết giống như cái chết của người chồng. Đúng là tin nhắn này là em nhắn. Nhưng mà tại vì trong lúc tức giận nên em chỉ muốn nhắn tin để hăm dọa bà ta thôi. Chứ thật sự là em không có biết gì hết trơn á. Lần này thì xem chút có tới 2 án mạng. Xem ra vụ án này càng ngày càng phức tạp. Khoan, đồng chí có nhớ lúc chúng ta quay trở lại hiện trường lần thứ 2, lúc đó cửa chính vào phòng được mở toang và cánh cửa sổ chỉ được mở hờ. Bên cạnh đó là dì Sáu đang ngất xỉu. Đó cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất trong cả 2 cái chết của nạn nhân. Cũng hên là dì không có vào trong căn phòng đó. Chứ nếu không thì... Phòng của ông chủ bà chủ hả? Thì trong căn phòng đó có tới 2 người chết. Làm như là bị ma ám lên thì sao? 2 người chết?